Chào các bạn, trong clip này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để giới hạn vùng in trong Excel. Thì bình thường nếu chúng ta thực hiện thao tác in trong Excel, có thể là các bạn sẽ không phải lúc nào cũng in toàn bộ bảng Excel, mà chúng ta muốn là chỉ in một phần thôi. Thì để in một phần, các bạn sẽ có print selection là chỉ in đúng một phần đấy. Và có những lúc ấy, cả cái bảng tính các bạn lớn như vậy, nhưng các bạn muốn là luôn luôn chỉ in đúng phần đấy, thì chúng ta sẽ không dùng cái print selection mà chúng ta sẽ chuyển sang dùng là print error. Print error sẽ giúp các bạn là cố định là lúc nào mà thực hiện thao tác in ấy, là nó cũng sẽ chỉ in cái vùng đấy thôi. Thế thì để làm việc này, các bạn mở dùng tôi file ví dụ có tên là 5.2.2 dữ liệu bán hàng. Trong file dữ liệu bán hàng ấy thì ta thử thế này. Ở đây là một cái file rất bình thường và ta thử xem in nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể nhấn là Ctrl P để thực hiện cái việc là vào chế độ in. Và cái chế độ in và xem in thì chúng ta sẽ thấy là cái trang như thế này. Và số lượng trang rất là nhiều, 42 trang. Thì có những lúc các bạn cần in là gì? Các bạn chỉ cần in mỗi cái vùng thông tin thống kê phía trên thôi. Các bạn không cần phải in toàn bộ cái bảng chi tiết phía dưới. Vậy nếu mà chúng ta muốn in mỗi cái vùng phía trên mà không in bảng phía dưới ấy, thì chúng ta cần phải làm sao thiết lập để nó cố định là chỉ in cái vùng phía trên đấy thôi. Và để nó chỉ in vùng đấy thì các bạn chỉ đơn giản chọn đúng cái vùng mà mình cần in. Ví dụ chọn từ A1 cho đến ở đây của tôi là G14. Sau đó các bạn vào file print hoặc là Ctrl P thì tùy các bạn. Các bạn có thể vào file và print. Thì khi mà vào file print các bạn thấy này. Rồi chúng ta có số lượng bản in ở phía trên này. Ví dụ một bản in, hai bản in, bao nhiêu bản in ra chẳng hạn. Rồi đây là chọn cái máy in này. Phía dưới này các bạn sẽ có là print active sheet, tức là in toàn bộ cái sheet này. Và chúng ta nhấn vào cái phần setting này, chúng ta chuyển sang là print selection. Đấy, nếu các bạn chọn print selection thì lúc mà chúng ta phát cái lệnh in ra, nó chỉ in đúng cái khu vực này thôi, chứ nó không in ra ngoài đấy nữa. Thế nhưng mà nếu mà mỗi print selection thì lần sau nếu mà chúng ta thực hiện thao tác in ấy, là các bạn muốn in đúng chỉ cái khung này thì lại phải vào print selection và chúng ta lại thực hiện thao tác in tiếp. Thế thì bây giờ tôi lại muốn thế này. Cái mong muốn là sau khi in như vừa rồi tôi thấy là bây giờ lúc nào mà thực hiện thao tác in là nó chỉ in đúng cái khung đấy, nó không in ra ngoài, không in cái bảng kê chi tiết phía dưới. Và chỉ khi nào mà tôi cần thì ở đây nó mới in cái bảng kê chi tiết phía dưới thôi. Thế thì như vậy ta lại chọn từ A1 cho đến G14 và đây là những cái thao tác liên quan đến việc là điều chỉnh bố cục in mà. Cho nên các bạn lại vào cái thẻ là Page Layout tiếp. Và trong thẻ Layout này chúng ta xem nào. Print area chính là cái chúng ta cần. Các bạn chọn các vùng cần xác định in. À tức là tại sao lại các? Các bởi vì các bạn ví dụ muốn in vùng này. Rồi và chúng ta cũng muốn in thêm vùng dưới này nữa. Thì các bạn có thể chọn như thế này. Mỗi một cái vùng rời rạc này nó sẽ in ra một trang riêng lẻ. Rồi còn nếu mà ví dụ cái vùng ở phía dưới này mà các bạn kéo rất là rộng, rất dài như thế này, thì nó là một vùng. Và nó sẽ bắt đầu được in từ trang riêng lẻ. Nhưng mà do nó quá dài thì ở đây nó vẫn chia thành nhiều trang như bình thường thôi. Rồi quay lại trên này, vấn đề của chúng ta là chúng ta chọn từ A1 cho đến G14. Sau khi chọn từ A1, G14 xong thì các bạn vào phần là Page Layout và thẻ, trong thẻ Page Layout thì chúng ta chọn là Print Error. Chúng ta nhấn cái nút đơn giản là Set Print Error. Sau khi các bạn nhấn Set Print Error xong, các bạn thấy nó có cái khung viền đóng đóng thì ở đây. Nếu các bạn chuyển sang trạng thái View, chọn Payback Preview hoặc là cho nhấn cái nút là Payback Preview dưới này cũng được. Đó. Thì sau khi nhấn nút này các bạn sẽ thấy là vùng bên ngoài này xám xịt, có nghĩa là nó không in, chỉ in cái vùng trắng bên trong thôi. Còn nếu mà các bạn thử chọn Page Layout thì nó nhìn nó vẫn bình thường như thế này, bởi vì Page Layout nó chỉ là gì? Khi mà view lên trên trang đấy trông nó như thế nào, chứ còn nó không hoàn toàn khống chế cái việc là in phần nào không in. Thôi quay trở lại Number. Quay lại Number thì bây giờ chúng ta thử vào nào. Vào Ctrl P file print, các bạn sẽ thấy là ở đây do là tôi đang để là print selection lúc trước mà, cho nên các bạn thấy cái ô mà tôi đang đứng là tôi đứng đúng ở ô A1. Cho nên vào Ctrl P vào đây chẳng hạn thì print selection thế này. Bây giờ các bạn chuyển bỏ print selection đi, chuyển sang là print active sheet. Rồi, sau khi chúng ta chọn là print active sheet thì chúng ta sẽ thấy là đây in toàn bộ sheet nhưng chỉ in đúng cái khung kia chứ không in ra ngoài. Rồi nếu các bạn không muốn dùng print error nữa thì các bạn có thể vào, ví dụ lúc nào đấy các bạn thấy là bây giờ luôn luôn muốn in tất cả. Nếu các bạn luôn muốn in tất cả, các bạn lại vào phần page layout và chúng ta chọn print error và chúng ta chọn clear print error đi thôi.
Còn nếu cho ông muốn add thêm vào cũng được, các bạn chọn một đối nhóm này và cho ông muốn add thêm vào vùng in đấy, cho lại chọn print error và add to print error. Còn thông thường ấy, khi mà đã đặt set print error này rồi thì thường là người ta lúc nào in cũng chỉ in vùng đấy, và trong một vài trường hợp khi các bạn muốn bỏ qua vùng in để in tất cả thì lúc đấy chúng ta lại chọn vào cái phần setting trên này và chúng ta chọn là ignore print error. Thì khi các bạn tích vào ignore print error, nó sẽ bỏ qua vùng in và nó in tất cả. Nhưng nếu bây giờ các bạn đóng file này lại và lưu xong lần sau cho mở ra thì nó lại vẫn là print error như bình thường. Tóm lại có hai sự khác biệt ở đây. Các bạn có thể chọn vùng rồi chọn print selection, đấy là để nhất thời in cái vùng đấy, còn bình thường vẫn in tất cả. Rồi, thế còn khi mà các bạn muốn là luôn luôn in vùng đấy và thỉnh thoảng mới in tất cả, thì cái lúc mà luôn luôn in vùng đấy các bạn chọn là print error và set print error. Và lúc nào cần in tất cả thì các bạn nên chọn là ignore print error, chứ chúng ta đừng có xóa print error đi và đặt lại nhé. Thì về cơ bản nội dung liên quan đến print error chỉ có như vậy thôi. Có vấn đề gì cần liên hệ với tôi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.